Ok, xin chào tất cả các anh chị nhà dịch vào từ Forex. Tôi là Tuệ, chuyên gia Tuệ, nhà chiến lược thị trường của Fullerton Market. Chào mừng tất cả các anh chị quay lại với Copy Tip of the Week, ngày giao dịch hàng tuần. Và tuần này thì Tuệ sẽ hỗ trợ cho các anh chị phân tích một cái nhà cung cấp chiến lược có tên là Happy Forex. Đây là một cái nhà cung cấp chiến lược trên trang copytip.com của Fullerton. Thì đây là một trong những nhà cung cấp chiến lược lâu đời nhất tại Fullerton với cái mức lợi nhuận đến thời điểm hiện tại là 245% và cái mức độ giảm mark roundout là 24%. Và chúng ta sẽ xem qua cái lịch sử của anh ấy. Anh ấy bắt đầu từ vào tháng 6 năm 2013 và giao dịch đến thời điểm hiện tại là năm 2020, và đến thời điểm hiện tại trong năm nay thì với cái mức lợi nhuận là, các anh chị có thể thấy đây, là 20.65%, và mỗi tháng anh ấy chỉ có những cái mức lợi nhuận rất là nhỏ thôi, nó chỉ nằm ở khoảng là 1 đến 1%, 2%, đôi khi là 0.5, và có những tháng là cao hơn. Thì các anh chị có thể nghe không ạ? Ok. Ok, các anh chị có thể nghe rõ không ạ? Ok, hy vọng là các anh chị nghe rõ. Thì đây là một cái nhà cung cấp chiến lược lâu đời nhất ở Fullerton. Thì anh ấy bắt đầu vào tháng 6 năm 2013 và với cái mức lợi nhuận đến thời điểm hiện tại năm nay là 20.65%. Những cái mức lợi nhuận hàng tháng nó chỉ xoay quanh đâu đó con số là 1-2%, hoặc là có những tháng thậm chí là 0.5%. Nhưng mà nó có cái sự bền vững và nó sẽ thuộc trong cái sự gọi là rủi ro an toàn, là nhuận an toàn, bởi vì các anh chị thấy là cái mức mắc rau đao khoảng 3-4%. Để xem được thì cái tại sao cái nhà giao dịch này anh ấy chỉ chấp nhận giao dịch ở cái lợi nhuận là 1-2% mỗi tháng, thì các anh chị phải cần xem cái mức vốn mà anh ấy có. Các anh chị thấy ở đây này, số dư vốn của anh ấy là 112.733 đô la. Đây là một con số lớn mà đáng kể anh chị, và nếu anh ấy giao dịch chỉ 1% mỗi tháng thôi thì nó cũng sẽ nằm đâu đó khoảng 1.200 đô rồi. Và cái đề xuất tối thiểu khi mà giao dịch follow cái nhà cung cấp chiến lược này là 2.870 đô. Và đây là một cái nhà cung cấp chiến lược được đánh giá là an toàn, rủi ro an toàn, lợi nhuận an toàn. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta nhìn vào cái báo cáo giao dịch ấy, thì dĩ nhiên là cái nhà giao dịch này vẫn giao dịch những cái lệnh khá là tốt, khá là dài. Nhưng mà cá nhân tôi có tìm hiểu và có thấy một số cái điểm yếu. Điểm yếu là gì? Thứ nhất là anh ấy khi mà anh ấy giao dịch thì thường anh ấy sẽ không đặt stop loss. Anh ấy sẽ không đặt stop loss, và đôi khi là có những cái lệnh anh ấy lỗ cũng, số pip cũng tương đối. Và điểm thứ hai là anh ấy có những cái rất là nhiều lệnh đánh theo kiểu scalping. Và khi mà đánh theo kiểu scalping kiểu này thì những cái nhà giao dịch đôi khi thì copy thì bởi sự chênh lệch về thời gian, hoặc là có cái sự chênh lệch về có cái mức phí ấy, thì thành ra là làm cho cái đôi khi có một số cái nhà giao dịch bị thua lỗ. Và khi mà chúng ta nhìn xuống phía dưới, chúng ta sẽ thấy là anh ấy chỉ giao dịch có hai cặp thôi, đó là cặp đô la Úc USD và bảng Anh USD, thì ta thấy cái sự nhất quán trong cái nhà cung cấp chiến lược này rồi. Và đó là tất cả những cái đây, các anh chị có thể thấy một điểm nữa, đó là những cái giao dịch tốt nhất của anh ấy đạt lợi nhuận là 9.94%, tương đương với lại lợi nhuận là 200 với số pip là 228 pip. Tuy nhiên thì cái giao dịch tệ nhất là 787 pip và có cái mức thua lỗ là chỉ có 5.89%. thì điều này cho thấy là anh ấy có cái sự quản lý vốn và nó cũng tương đối là an toàn. Anh ấy giao dịch với số quản lý vốn cũng khá là hợp lý. Và đó là phân tích cho nhà giao dịch Happy Forex. Các anh chị có thể tham khảo khi mà quyết định giao dịch và đầu tư tại trên copytip.com. Và một lần nữa thì chúng ta sẽ kết thúc cái copy tip of the week tuần này ở đây. Và cảm ơn tất cả các anh chị. Hẹn gặp lại các anh chị vào thứ 6 tuần sau. Cảm ơn các anh chị.